Ok. Bài thi hiện tại tiếp diễn. Hiện tại đơn là những gì xảy ra trong hiện tại và những câu đơn giản. Còn tiếp diễn, mình thấy tiếp diễn là cái gì đó đang diễn ra. Mình có chữ diễn là đang diễn ra và vẫn tiếp tục diễn ra. Hành động gì đó đang xảy ra và tiếp tục xảy ra. Ở trong tiếng Việt thì mình dịch là chữ đang. Ví dụ như là tôi đang nói, tôi đang dạy học, tôi đang học bài. Hành động nào đó đang xảy ra và vẫn và tiếp tục xảy ra. Ha. Thì xin chào các bạn mới vô nha. Bài bạn Mẻo Mẻo, nếu mà mình mất hai bài đầu tiên thì mình vẫn có thể lên YouTube mình xem lại, hoặc vào trong Facebook học Anh ngữ với chúng tôi, cái video vẫn còn ở trên đó, mình có thể xem lại ha. Mình nên xem những cái bài đầu thật kỹ, mình hiểu rõ thì những cái bài sau nó sẽ dễ hơn cho mình. Hiện tại tiếp diễn ở trong tiếng Anh, cái chữ hiện tại là present. Tiếp diễn là continue, là continue là tiếp tục, continuous là tiếp tục, present continuous. Rồi, mình xem định nghĩa nha. Thì hiện tại tiếp diễn là một trong 12 thì căn bản của tiếng Anh. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả những việc đang xảy ra ngay trong lúc chúng ta đang nói hoặc chung quanh thời điểm mà mình đang nói. Và hành động xảy ra đó vẫn còn tiếp tục diễn ra, chưa kết thúc. Ví dụ như TK gọi điện cho một bạn nào đó, TK hỏi là bạn đang làm gì? Thì bạn đó nói là bạn đó đang ăn cơm. Trong lúc đang ăn thì TK gọi điện đến, nhưng mà sau khi kết thúc cuộc gọi đó rồi, bạn nó vẫn tiếp tục ăn. Hành động đó là hành động đang diễn ra và tiếp tục diễn ra ha. Mình dịch là đang. Công thức mình vẫn có ba công thức ha: khẳng định, phủ định và nghi vấn. Ở trong câu khẳng định mình có chủ ngữ, chủ từ, chủ ngữ ha. Câu khẳng định và câu phủ định lúc nào cũng bắt đầu bằng một cái chủ ngữ hết. Chủ ngữ là người thực hiện hành động xảy ra trong câu. Ví dụ mình nói là tôi ăn cơm, tôi đang ăn cơm, thì người nào đó ăn cơm là tôi. Hành động là chủ ngữ, người thực hiện hành động xảy ra trong câu, hành động xảy ra là đang ăn cơm. Hoặc là anh ấy đi học thì chủ ngữ là anh ấy. Từ đầu tiên trong câu là chủ ngữ. Kế đến chúng ta có động từ to be. Và kế đến là động từ chính, thêm in. Mình nhớ nha, công thức có 3 phần: chủ ngữ cộng với be cộng với verb in là động từ thêm in. Rồi, vì đây là thì hiện tại nên động từ to be mình sẽ gồm có 3 chữ là chữ am, chữ is và chữ are. Ha, thì hiện tại của động từ to be là am, is, are. Nếu mà quá khứ thì mình sẽ đổi qua chữ khác, nhưng mà các bạn nhớ hôm nay mình học là hiện tại tiếp diễn, cho nên đây là hiện tại nè, tiếp diễn nè nha. Rồi, chủ ngữ của chúng ta mình gồm có những từ, đại từ nhân xưng đó, I, he, she, it, you, we, they. Hoặc là mình có số nhiều, ví dụ như mình nói là ba mẹ của tôi, bạn của tôi, con của tôi, chồng của tôi, thì mình có thêm những người khác nữa. Chỉ là số nhiều hoặc là số ít mình phân biệt với hai cái. Sau đó chúng ta có am, is, are, và tùy theo chủ ngữ mà mình chọn am, is hoặc là are thích hợp. Rồi bây giờ chúng ta làm một số ví dụ thử nha. Ví dụ như mình có ai là tôi. Tôi đang học tiếng Anh. Các bạn sẽ viết như thế nào? Tôi đang học tiếng Anh. Mình có ai là chủ ngữ nè. Động từ to be của ai là chữ em. Trong ba từ này mình chọn một từ tùy theo chủ ngữ đúng không? Mình chọn em. Học là gì? Học là chữ learn hoặc là chữ study. Sau đó mình thấy công thức ở trên là gì? Động từ nè, phải có in ở ngoài sau. Studying English. Ha, I am studying English. Tôi đang học tiếng Anh. Đúng không? Bây giờ he là anh ấy. Anh ấy đang ngủ. He là chủ ngữ. Động từ to be của chủ ngữ là is. Ngủ là sleep. Mình thêm in vô. He is sleeping. Đúng rồi. Khi mà học á, các bạn có thể ví dụ lúc mà TK đưa ra ví dụ, mình có thể làm cho mình nhớ nhanh hơn bằng cách là TK đưa ra ví dụ nào, các bạn viết lại cái ví dụ đó, thì mình trên tay mình viết, mình nghĩ trong đầu và miệng mình phải phát âm ra luôn, chứ mình đừng có đọc ở trong đầu nha. Khi mình đọc ở trong đầu mình nghĩ là mình đọc đúng, nhưng mà mình nên đọc làm sao để mình nghe được cái đọc của mình, để mình nhận diện xem mình đọc có đúng hay không ha. He is sleeping. Cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang nấu ăn. She is, nấu là cook nè, thêm in vô.
She is cooking. Ha. It này mình là dùng cho đồ vật, thú vật gì đó. Bây giờ mình dùng cho con chó đi. My dog. Con chó của tôi đang chạy. Is chạy là run, running. Mình thấy ở đây những động từ khác mình thêm in vô bình thường thôi. Nhưng mà tới running mình có hai chữ. Mình nhân đôi cái phụ âm cuối cùng trước khi mình thêm in. Một chút xíu nữa TK sẽ giải thích trong trường hợp nào thì chúng ta sẽ nhân đôi phụ âm cuối nha. À, you là bạn. À, bạn đang làm gì? Bạn đang đọc sách của tôi. You are, đọc là reading my book. Ha, bạn nè, đang đọc nè, sách của tôi. You are reading my book. We, chúng ta làm gì? Chúng ta đang đợi. À, đang đợi cửa hàng mở cửa. We đi chung với a, đợi là động từ wait. Đang đợi, waiting, đợi một cái gì đó là waiting for, bắt buộc chữ for đi sau chữ waiting ha. Waiting for cửa hàng là the store, mở cửa, to open. We are waiting for the store to open. Các bạn nhớ đọc theo nha. À, họ đây đi chung với chữ A. Họ đang đi biển. They are, đi là go, going to the beach. They are going to the beach. Họ đang đi biển. Rồi, đây là câu khẳng định các bạn nhé. Mình nắm chắc phần khẳng định rồi phải không? Các bạn có muốn tự mình đặt thêm một số câu ví dụ không? Nếu mà các bạn nghĩ được những ví dụ nào khác ngoài những ví dụ TK đưa ra, các bạn cứ viết lên. TK sẽ giải thích cho các bạn, là nói cho bạn nghe là đúng hay sai ha. Mình có câu là các con của tôi đang chơi ngoài sân. Các bạn dịch câu này sang tiếng Anh thử nha. Các con của tôi đang chơi ngoài sân. Đúng rồi. À, bạn Long Thiện Trần hỏi xin vui lòng giải thích cụm từ xung quanh thời điểm nói là gì. Thời điểm nói là cái lúc mà mình đang nói nè. Ví dụ như lúc này TK đang nói thì cái thời gian xảy ra xung quanh thời gian mà mình đang nói ha, xung quanh thời điểm nói. Rồi, bạn Hảo, she is cooking, đúng rồi. They are going to school, không có the school. Ngày hôm qua TK giải thích rồi ha. Những địa điểm khác, nếu mà địa điểm công cộng ai đến cũng được thì mình có từ the ở ngoài trước địa điểm đó. Ví dụ như là siêu thị nè, the supermarket, công viên, the park, bệnh viện, the hospital, bưu điện, the office. Nhưng mà trường học, ở trường của mình thì mình đến, nhưng mà trường của người khác mình không có tự động đến được. Cho nên những cái chỗ mà riêng tư như vậy thì chúng ta sẽ không có chữ the ngoài trước. They are going to school thôi, không có the school nha. Rồi à, we are waiting. Hồi nãy TK nói đó, waiting phải có chữ for, mình đợi cái gì đó. Waiting for.
We are waiting for the bus. Bạn Đông Nguyễn nhớ cái chữ for ha. I am talking with my parents. Đúng rồi. Talking, động từ talking thường mình dùng với with cũng được, nhưng mà thường người ta dùng với chữ to nhiều hơn. I'm talking to my parents. Chữ to nó phổ biến hơn là chữ with. Chữ with vẫn có, vẫn đúng, nhưng mà ít người xài. I am checking my customer's email. Đúng rồi. My husband is going out. My children is playing outside. Đúng rồi, các con của tôi đang chơi ngoài sân với bạn bè của nó. Với bạn bè của chúng ha. Các con của tôi. Các con của tôi là my children. My khắc hiếu, my children là nhiều người, nhiều đứa con, phải dùng chữ A không dùng is ha. Playing outside. Mình thêm câu nữa là với bạn bè của chúng. À, bạn Ái Lan, I am studying English with CK on my phone. Đúng rồi. Bạn Ngân, hello bạn Ngân. À, Lâm Phạm, trình độ tiếng Anh cô đang dạy ở mức nào? Đây là rất là cơ bản, đây là 12 thì cơ bản ở trong tiếng Anh. CK đang chỉ giải thích về cái văn phạm thôi, ha, rất là cơ bản. My children khắc khiếu, nhớ đổi nha. A chứ không phải là is ha. I am cooking for my son. Đúng rồi. Bạn Hương Phùng, my Hương, she is working at home. Đúng rồi. Trịnh Võ Trọng, my children are playing outside. Đúng rồi. Với bạn bè của chúng ở ngoài sân. My children play in the garden. Bạn Giàu Thái, my children playing in the garden. My children là chủ ngữ kế bên. Mình có chữ play in, động từ thêm in liền là không đúng nha. Không bao giờ chủ ngữ đi kế bên là động từ thêm in được liền hết ha. Ở đây mình thiếu cái phần động từ to be. My children are playing. Đang chơi ở ngoài vườn. Mình là my children are playing in the yard. Đúng rồi. You are reading my book. À, với bạn bè của chúng. Mình thêm một câu ngoài sau nữa. Với bạn bè của chúng. Bạn Wendy, my children is, children là số nhiều, mình phải dùng với chữ are. My children are. Huy Ngô Văn, we are playing chess. Đúng rồi. Khắc Hiếu, my children, Khắc Hiếu nãy giờ chưa sửa chữ is thành chữ are. My children are playing outside with their friends, với bạn bè của chúng. Đúng rồi. With their friends. Đúng rồi. Hồng Hoa Nguyễn Thị, my children playing out the yard, chưa đúng nha. My children sau đó không thể nào có động từ thêm in được liền hết, phải có to be trước. Mình nhớ công thức có hai vế, chủ ngữ cộng với to be cộng với verb in. Trước khi có verb in phải có động từ to be. My children là số nhiều, động từ to be là are. Câu số 2, con chó của tôi đang sủa người hàng xóm. Con chó của tôi đang sủa những người hàng xóm. Mình dịch câu này ha. Con chó của tôi đang sủa những người hàng xóm. Cherry Cherry, I am playing with my child. Đúng rồi ha. Bạn Khắc Hiếu, my dog is barking at my neighbor. Đúng rồi, nếu mà một neighbor thì mình dùng như vậy, nếu mà nhiều mình thêm S vô thôi ha. Đúng rồi. I am having with my friend for dinner. Bạn Đức, câu này chưa đúng nha.
I am having, having cái gì? Thì mình nói là I am having dinner. Tôi đang ăn tối với bạn của tôi thì được ha. Thì mình nói là tôi đang tối là I am having dinner with my friend thì đúng nè. Còn I am having with my friend là chưa đúng nha bạn Đức. Rồi, câu này của mình, con chó của tôi là my dog. Chữ sủa là chữ bark ha. Mình có động từ to be ngoài trước là is vì là một con chó barking. Sau chữ barking, mình phải bắt buộc phải có giới từ at ha. The neighbors. Nếu mà nhiều neighbors mình thêm s, một neighbor thì mình không cần có s ha. Mình có thể đổi chữ the bằng chữ my cũng được luôn. Hồi nãy các bạn sử dụng là my vẫn được nha. Chữ này là chữ sủa ha. Bark. Hồng Hoa Nguyễn Thị nữa. Mình thiếu động từ to be. Bắt buộc phải có chủ ngữ xong đến động từ to be rồi mới tới verb in nha. Các bạn nhớ công thức ha. Chủ ngữ. Cái đến phải có động từ to be rồi sau đó mới có verb in. Không thể nào ngoài sau có động từ verb in mà ngoài trước không có to be được hết. Nên mình thấy trong câu có verb in thì mình phải quay ra trước xem ngoài trước có động từ to be hay không nha. My dog is đang sủa bạn Thành Phạm nha. Chỉ sủa là chữ bark. My husband is making dinner in the kitchen. Nga Châu đúng rồi. Đúng rồi, My Trương ha. Có những bạn mà thi kê không đọc là đúng nha. My children are playing outside with their friends. Ok. She is coming to my house. Đúng luôn Nguyễn Thị Tâm. Chồng tôi đang chơi đá banh ở ngoài công viên. Chồng tôi đang chơi đá banh ở ngoài công viên. Dịch câu đó nha. Với các đồng nghiệp của ảnh. Chồng tôi đang chơi đá banh ngoài công viên với các đồng nghiệp của anh. Ok, mình có câu của bạn Ái Lan Trần Thị. We are hoping that this lesson English will help us better. Ok, chúng tôi hy vọng rằng bài học tiếng Anh này sẽ giúp cho chúng tôi tốt hơn. Câu này của mình chưa đúng lắm ha. Chúng tôi là we nè. Hy vọng là are hoping. Thật ra mình có thể dùng là we hope cũng được, không cần phải là we are hoping, mà nếu mà bạn muốn xài ha, we are hoping that, hy vọng là this bài học tiếng Anh thì chỉ bài học mà this lesson, đúng rồi. Bài học tiếng Anh thì chữ tiếng Anh bổ nghĩa cho bài học nó sẽ nằm phía trước chữ lesson. Ha. This English lesson. Bây giờ mình thêm chữ bài học văn phạm tiếng Anh thì chữ văn phạm của tiếng Anh. This English grammar lesson ha, sẽ giúp will help us. Sau chữ help là một động từ khác. Will help us học tốt hơn, study better. Nha. Mình sửa lại như vậy thì nó sẽ chính xác hơn ha. We are hoping that this English
Grammar lesson will help us study better. Okay, my husband is playing soccer at the park. Với các đồng nghiệp của anh. Bạn khác Hiếu playing football in the park with his coworker. À, thường đồng nghiệp, các đồng nghiệp nè, nhiều đồng nghiệp ha, mình thêm chữ s vô ha. Ở đây thường mình sử dụng chữ football for cho đá banh. Chữ foot là chân, ball là banh, đá banh ha. Tuy nhiên nếu mà bạn nói với người Mỹ thì họ sẽ không hiểu lắm. Tại vì ở bên Mỹ cái chữ football là một cái môn thể thao hoàn toàn khác, không liên quan gì tới đá banh hết. Ở bên Anh họ sử dụng chữ football cho đá banh, ở bên Mỹ họ sử dụng chữ soccer nha. Soccer là đá banh ha. Mình dùng chữ soccer. Soccer thì người Anh, người Mỹ đều hiểu hết. Mình dùng football thì người Anh hiểu nhưng mà người Mỹ sẽ không hiểu nên mình sửa lại. Rồi, chồng của tôi là my husband. Một người chủ ngữ thì động từ là is. Chơi là play. Playing soccer with his đồng nghiệp. Nếu mà mình không nhớ chữ đồng nghiệp là colleagues thì mình nhớ được chữ co nè. Co là chung với nhau. Mình có siêu thị co-op-mart đó ha. Chung với nhau. Co workers ha, with his co-worker ở đâu, ở tại công viên, in the park. My husband is playing soccer with his co-worker in the park. Ok, như vậy là mình đã nắm được phần câu khẳng định này nha. Rồi mình sang câu phủ định ha. Công thức các câu phủ định thì mình sẽ thêm chữ not như mọi khi. Trong câu phủ định có chữ không, mình thêm chữ not vô. Công thức ở câu khẳng định của mình là chủ ngữ nè, cộng với em, is, I, cộng với verb in, đúng không? Bây giờ mình thêm chữ not cho mình sẽ thêm chỗ nào? Các bạn nhớ bài đầu tiên mình không? Thì hiện tại đơn đó, nếu mà có động từ to be thì chữ not sẽ nằm ngay sau động từ to be. Ha? Cho nên chủ ngữ cộng với em, is, I, cộng với not, rồi sau đó sẽ là verb in nha. Mình xem thử ví dụ ha, chủ ngữ nè. Bắt buộc nha, mình nhớ chủ ngữ em is a sau đó cộng với chữ not verb in. Rồi. Ở trong mình đưa ra một số ví dụ. Mình thi khai để công thức đây cho các bạn dễ thấy nha, rồi mình dựa trên đây mình đưa ra ví dụ. Mình có ví dụ nào ạ? Ví dụ như TK gọi điện cho bạn hỏi bạn đang ngủ hả? Thì nó là lúc này, bây giờ tôi không có ngủ. Mình không cần nói chữ bây giờ cũng được nữa. Mình nói là tôi không có ngủ. Chứ tôi là ai? Từ to be của ai là I am. Mình có phủ định là not sleeping. I am not sleeping. Ngay tại lúc này họ không có xem TV. Ngay tại lúc này họ không có xem TV. Ngay tại lúc này cụm từ chỉ thời gian mình để sau cũng được nè. Họ là they. Sau đó mình có gì? To be là are. Thêm chữ not vô. Xem là watch. Thêm in vào TV. Ngay tại lúc này at the moment. They are not watching TV at the moment. Ngay lúc này họ không có xem TV. Ha. I am not drinking. Câu này nó có bạn Mỹ Hạnh là I am not drinking alcohol là tôi không có uống rượu, là tôi không có đang uống. Còn nếu mà mình không uống luôn á thì sẽ khác ha. Hoặc là bạn Izumi nè, my son isn't eating beef là ngay bây giờ con mình không ăn hay là lúc nào nó cũng không thích ăn hết, tùy theo nghĩa nha. Đúng rồi. Mình viết chữ A not, khi mà mình viết tắt mình vẫn viết tắt được ha, chữ A và chữ not nè. Khi viết tắt mình viết là chữ A, chữ not mình viết tắt.
đọc là không đọc là aren't nha, mình đọc là aren't, aren't. À, hôm nay lúc này tôi cảm thấy không khỏe. Tôi là ai nè? To be là I am. Chỉ not cảm thấy là chỉ feel là cảm thấy, feeling. I am not feeling well. Hôm nay, today. Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe. I am not feeling well today. Câu nào nữa ạ? Bây giờ trời đang không có mưa. Trời đang không có mưa. Khi mà nói chữ trời, mình dùng chữ is ha. Ví dụ trời nóng quá cũng là is. Trời lạnh quá, trời mưa quá. It is. Phủ định là not. Mưa là chữ rain. Raining. Right now. Ngay bây giờ thì trời không có mưa. It is not raining right now. Đúng rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ qua tới câu nghi vấn nha. Câu nghi vấn mình có hai loại câu nghi vấn ha. Câu nghi vấn đầu tiên là yes no, có nghĩa là khi mà người ta hỏi mình chỉ trả lời yes hoặc là no thôi. Mình không có giải thích. Và thường khi mà trả lời yes no như vậy á thì câu hỏi sẽ bắt đầu bằng động từ. Các bạn nhớ nha. Câu hỏi bắt đầu bằng động từ trả lời yes, no. Câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi thì không được trả lời là yes, no. Thứ nhất là câu hỏi yes, no nè. Thứ hai là câu hỏi bắt đầu bằng từ hỏi ha. Và mình nhớ khi bắt đầu bằng từ hỏi thì không được phép trả lời yes, no ha. Rồi. Những từ hỏi mà mình thường có nè. What là khi nào, when là ở đâu. When là, what là cái gì, when là khi nào, where là ở đâu. Who là ai, why tại sao, how là như thế nào. Đây là câu hỏi có từ hỏi, nhưng từ hỏi sẽ nằm ở ngay đầu câu. Rồi đầu tiên mình trả lời, mình sẽ vô tới câu mà có yes no trước nha. Bình thường công thức của mình là chủ ngữ nè, cộng am, is, are cộng với verb in, đúng không? Đây là câu khẳng định ha. Bây giờ sang câu nghi vấn thì mình chỉ cần đảo ra ngoài trước thôi. Chủ ngữ đảo ra ngay đầu câu ha. Mình có am, is, are nè, mình đảo am, is, are ra phía trước rồi đến chủ ngữ rồi tới động từ thêm verb in nha. Đây công thức của mình. Mình dựa trên đây và mình đặt công thức ha. Bạn có đang ăn cơm không? Mình đặt thử nha. Bạn có đang ăn cơm không? Chữ bạn là chữ you nè. To be của you là chữ are. Are you ăn cơm? Nếu mà mình có thể dùng, mình sẽ dùng động từ eat cũng được nè. Eating. Còn không mình có thể sử dụng động từ have, having. Ví dụ như là lunch hoặc là dinner ha. Are you eating lunch? Are you having lunch? Mình muốn nói là bây giờ thì mình thêm chữ now vô ha. Now, are you eating lunch now? Are you having lunch now? Đúng rồi, bạn Khắc Hiếu. Is it raining in Hưng Yên City right now? Đúng rồi. À, thường mình dùng chữ cơm á là tại vì tiếng Việt của mình là mình ăn cơm. Mình ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều thì lúc nào cũng là ăn cơm hết. Nên mình sử dụng chữ cơm. Còn cái khái niệm ăn cơm đối với người nước ngoài họ không có phổ biến. Ví dụ như anh Phan Trọng TK đi. Anh ăn cơm nhiều nhất chắc là một tuần được một buổi á. Chứ anh không thể nào mà ăn cơm nhiều hơn được nữa ha. Cho nên khi mà nó ăn cơm thì họ sẽ không hiểu lắm. Mình sử dụng thay đổi là ăn sáng, ăn trưa, ăn chiều ha. Khi mà mình đọc chữ eat, mình thấy đây nó viết là y và e nè, hai nguyên âm đứng cạnh nhau, thì mình đọc là eat, eat, are you eating. Mình đọc eat thành ra chữ eat này rồi nè ha. Đây là nguyên âm ngắn nè, còn kia là nguyên âm dài. Trên khi mà mình đọc mình thấy phiên âm là chữ y có dấu hai chấm kế bên ha, thì mình đọc kéo dài ra eating, eating. Và để cho dễ đọc mình đừng lên thành dấu sắc, eating, eating lên dấu sắc á, nó sẽ khó cho mình kéo dài lắm.
mình đọc là chữ y thôi, mình kéo dài eating, eating. Are you eating lunch? Are you eating dinner? Are you having lunch now? Chị Hồng đúng rồi nha. They are not watching at the moment. Hảo Trần Thị. They are not watching at the moment. Watching cái gì? Xem, phải xem cái gì ha? Are you traveling now? Đúng rồi, bạn Giàu Thái. Bạn có đang đi du lịch hay không? À, bạn có cảm thấy ok không? Ví dụ mình thấy một người đó có vẻ như là muốn bệnh vậy đó. Mình hỏi là bạn có cảm thấy ổn không? Bạn có sao không? Bạn có ổn không? Bạn có sao không? Mình nhớ cái từ cảm thấy lúc nãy không? Are you feeling okay? Bạn khắc kêu đúng rồi. Is it flooding in the northern Vietnam nào? Vừa lên đúng rồi. Mình nhớ mình thêm dấu chấm hỏi vô nha. Vinh Võ Trọng, are you okay là vẫn đúng. Nhưng mà không đúng trong cái bài học ngày hôm nay. Mẻo mẻo chứ. À, mẹ mẹ are you okay? Vinh Võ Trọng cũng vậy ha. Nó không đúng với cái bài hôm nay. Bài hôm nay là to be cộng với verb in. Are you okay vẫn đúng nha. Nhưng mà không phải là đúng của cái thầy của mình thôi. Are you working? Bạn có đang làm việc không? Đúng rồi. Bạn Gián Thu Phạm Thị. Mình vô trễ nửa tiếng. Tuần sau chủ nhật mình vô sớm hơn nửa tiếng ha. Không thôi mình bị mất bài khúc đầu. Bạn có đang nghe anh ấy có đang nghe nhạc không? Anh ấy có đang nghe nhạc không? Anh ấy là he. Thì động từ to be là is. Is he? Ủa sao nó không xài được? Is he? Nghe là listening to the music. Nếu mà mình đi làm về trễ, mình có thể xem lại cái phần đầu sau khi mình kết thúc, mình xem lại phần đầu được ha. À, Nguyễn Kiều. Is he listening music? Đúng rồi. Nhưng mà mình nhớ một điều quan trọng là sau chữ listening bắt buộc phải có chữ to nha. Listening to. Ha. Bạn Đông Nguyễn, is the storm coming to China, là cơn bão có đi đến Trung Quốc hay không? Đi đến hay là đến từ? Nếu mà đi đến thì đúng ha, coming. No, coming to không được. Mình dùng chữ to, chữ come khi nào cái người hoặc cái đồ đó đang di chuyển về hướng của mình thì come. Còn nếu mà từ mình mà xuất phát đi là to nha. Dầu Thái, your mother is staying at home. Đây là văn nói, văn viết mình đảo chữ is ra đầu câu. Is your mother staying at home? Hello Phượng. Rồi, như vậy mình còn thắc mắc gì ở trong cái công thức này hay không? Đây là công thức trả lời yes hoặc là no nha. Mình thấy bắt đầu bằng động từ nè, is, are nè ha. Còn nếu mà có từ hỏi thì mình sẽ để từ hỏi ngay lúc đầu. Rồi, khi nào thì chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn được sử dụng khi diễn tả một hành động xảy ra tại thời điểm nói, là lúc mình đang nói nè, hành động đó đang xảy ra. Chúng ta đang học Anh văn, chúng ta đang xem livestream, hành động đó đang xảy ra ha, mình có chữ đang ở trong đó. Ví dụ như là tôi đang nghe nhạc nè ha, thì câu này mình có chữ tôi là I nè. I am đang nghe, chữ nghe là listen đúng không? Thì mình có chữ listen, mình thêm in your listening. Hồi nãy chị kêu nó sau listening phải có chữ gì? Chữ to. I am listening to music. Mình chỗ này music mình dùng là to the music cũng được, hoặc là to music cũng được. Chữ the có cũng được, không có cũng không sao hết. Cả hai đều đúng các bạn nha.
I am listening to the music. Chúng tôi không có đang xem TV, chúng tôi đang ăn tối. Mình dịch câu này thử nha. Chúng tôi không có đang xem TV, chúng tôi đang ăn tối. Hello bạn Helen Huỳnh. Bạn Thành Phạm, is my teacher teaching English? Đúng rồi, thêm dấu chấm hỏi ngoài sau nha. Các bạn dịch câu này nha. Chúng tôi không có đang xem TV, chúng tôi đang ăn tối. Dù mình gọi điện qua nhà bạn kêu là đang coi TV hả? Kêu không có, đang ăn tối. We are. Chúng tôi là we are. Không có là not. We are nè. Chúng tôi, cái đáp này có từ không có đúng không? Không là not ha. Xem là watch, đang xem, watching TV. Kế tiếp, qua vế khác mình phải nha. We are ăn tối, having dinner ha. We are not watching TV, we are having dinner. Các bạn biết có giống TK không? We're not watching TV, we are having dinner. Đúng rồi, mình có dấu phẩy chính giữa nha các bạn. Giữa hai vế mình có dấu phẩy ha. Đúng rồi, đa số các bạn viết đúng nè. Đúng rồi. Rồi. Như vậy mình thấy cái vế đầu cái đầu tiên á, là sử dụng khi nói đến hành động nào đó đang xảy ra tại thời điểm mình nói. Khi mà mình đang nói chuyện như vậy thì hành động đó đang xảy ra. Bạn đó nói là chúng tôi hiện ngay bây giờ chúng tôi không có ăn. Cái thứ hai là diễn tả một hành động đang xảy ra. Nhưng không nhất thiết là ngay lúc mình đang nói. Nó hơi khác hồi nãy ha, vẫn đang xảy ra mà không nhất thiết là ngay cái lúc mà mình đang nói. Mình cho ví dụ để cho các bạn dễ hiểu hơn nha. Ví dụ ha. We are receiving a subsidy from the government during the COVID-19 pandemic. Chúng tôi đang nhận được sự subsidy là gì ạ? Các bạn nào mình học rồi mình biết chữ subsidy tiếng Việt là gì không? Trợ cấp ha, hoặc là hỗ trợ, thường là nói về tài chính. Chúng tôi nhận được những sự hỗ trợ hoặc là trợ cấp. From là từ government, the government là chính phủ. During là trong, the pandemic là gì? Pandemic là gì ạ? Đại dịch ha. Đúng rồi, bạn Phương Hà hỗ trợ. Đó là đại dịch COVID-19. Thì khi mà mình nói ra cái dịch này, nó không phải là một ngày mà nó là một quá trình dài. Và mình nói là mình đang nhận được. Thì không phải là ngay cái lúc nào mà mình đang nhận, mà trong cái quá trình đó mình có nhận được. Cho nên hồi nãy người ta nói là gì? Diễn tả một hành động đang diễn ra, nhưng không nhất thiết là ngay lúc mà mình đang nói. Lúc mà nói là chúng tôi đang nhận được trợ cấp, lúc đó mình không có đang cầm cái tiền hoặc là cái phần hỗ trợ đó ở trên tay, mà trong cái quá trình đó, một cái thời gian kéo dài nha. Ở trong câu này chúng ta có những từ mới là từ receive, là nhận lãnh hoặc là thu nè. Mình thấy từ này mình nhấn âm số 2 thì âm đầu tiên mình sẽ đọc thấp xuống, receive. Tận cùng chữ y là âm câm mình không đọc. Ở đây có chữ e và chữ y và chữ i là âm dài ha, mình kéo dài, receive. Mình thêm in your receiving. Subsidy hồi nãy chị Khai nói nè ha, subsidy. Ở đây chúng ta thấy nè, mình nhấn đầu tiên, nghĩa là tiền trợ cấp. Mình có từ government là chính phủ. Rồi we are receiving, chúng tôi đang nhận được một sự trợ cấp từ chính phủ, a subsidy from the government. During là trong ha.
trong suốt trong cái đại dịch COVID-19 đó. Như vậy cái ý số 2 là diễn tả một hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết là ngay lúc mình nói. Ý số 1 là ngay lúc mình nói, ý số 2 là không phải là ngay cái lúc mình nói. Mình có ví dụ nha. We are practicing social distancing. Đây, dịch là chúng ta đang thực hành giãn cách xã hội. Chủ ngữ là we nè. Động từ to be là are. Practice. Practice là mình hay dịch là tập luyện. Tôi tập luyện nói tiếng Anh, tôi tập luyện gì đó. Thì đây là chúng ta đang thực hành. Mình đang áp dụng cái đó ha. Đang thực hành. Mình có chữ social là xã hội. Distancing là giãn cách. Hai chữ này ghép lại với nhau. Social distancing là giãn cách xã hội. Chúng ta đang thực hành giãn cách xã hội. We are practicing social distancing. Nha. Thì cái này cũng không phải là ngay lúc mình đang nói. Mà nó là một cái quá trình kéo dài. Ha. Một ví dụ khác nữa nè. I am looking for a job. Tôi đang tìm việc làm. Thì đúng là mình đang tìm nhưng mà không phải là ngay cái lúc mà mình đang nói. Đây là một cái quá trình kéo dài. Chúng tôi đang trong quá trình tìm việc làm. I am looking for a job. Ở đây, I am working at a garment factory. Tôi đang làm việc tại một cái xưởng may. Thì ngay thời điểm mình nói là mình đang làm việc nhưng có lẽ là không nhất thiết là ngay cái lúc mình nói là mình đang ngồi ở trong xưởng may may đồ, không phải. Có thể là tối đó mình đi về nhà rồi. Ha. Nhưng mà ý nó là tôi đang làm việc ở cái công ty đó đó. Thì như vậy là hành động này đang xảy ra nhưng mà không nhất thiết ngay tại thời điểm mình đang nói chuyện. I am working at a garment factory. Tôi đang làm việc tại một xưởng may. Như vậy ý số 2 là diễn tả một hành động đang diễn ra nhưng không nhất thiết ngay lúc mình đang nói. Ý số 3 là diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo một kế hoạch đã được lên lịch sẵn. Mình đã dự định việc này rồi và nó sẽ xảy ra. Nó tương tự như là tương lai gần. Ngày hôm qua TK có giải thích một chút xíu đó ha. Tương tự như là tương lai gần. My mom is coming for dinner with us this weekend. Mình dịch tiếng Việt là mẹ cuối tuần này, this weekend nè. Ở trong tiếng Anh để cuối câu, tiếng Việt mình dịch ra là câu ha. Cuối tuần này mẹ tôi sẽ đến dùng cơm tối với chúng tôi. Mình thấy không? Mình thấy là is coming, mình nghĩ dịch là đang tới. Nhưng mà hồi nãy nó nói sao? Diễn tả một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo một kế hoạch đã được lên lịch sẵn. Dự định là cuối tuần này mẹ mình đến nha. Cho nên nó không có xảy ra tại thời điểm mình đang nói, cũng không có đang xảy ra ngay lúc này mà một cái dự định ha. Mình có chủ ngữ là my mom, động từ to be là is, động từ chính là come, is coming. Rồi ví dụ khác nữa. Ngày mai tôi sẽ bay về nhà. Đây là một dự định trong tương lai mình đã lên kế hoạch sẵn. I am to be. Động từ fly là bay. I am flying. Về nhà là home tomorrow. I am flying home tomorrow. To be cộng với verb in. Ha. Một ví dụ tiếp theo. Mùa xuân đang đến. Mùa xuân là spring. Động từ to be là is. Đến là come, coming. Spring is coming. Spring is coming. Như vậy, đó là những ví dụ cho thấy một sự việc sẽ xảy ra trong tương lai theo một kế hoạch đã được lên lịch sẵn. Đúng rồi. Bạn Kiều. Nguyễn Kiều, I am working. Tôi làm việc tại bệnh viện. Câu này đúng hơn nè. I am working at a hospital. Câu mình viết lại số 2, mình không có chữ at là không đúng nha. Tôi làm việc tại bệnh viện ha. I'm working at a hospital. Rồi cái ý thứ tư, diễn tả một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại gây bực mình hoặc khó chịu cho người nói. Ha, một hành động thường xuyên lặp đi lặp lại nhưng mà gây bực mình cho mình. Thường xuyên lặp đi lặp lại, mình có từ thường xuyên là mình dùng là chữ always, có nghĩa là luôn luôn. Khi mà cái gì đó xảy ra hoài thì mình dùng chữ luôn luôn. Ví dụ mình nói là anh ấy lúc nào cũng đi học trễ, anh ấy lúc nào cũng đến trễ, đi học trễ, đi làm trễ, đi đâu cũng trễ hết. Thì mình hay nói là he is always late. Ở đây chúng ta sử dụng động từ to be. Và đây là tính từ. Nhưng mà công thức ngày hôm nay của mình học là gì? To be cộng với verb in. Như vậy thay vì nói là he is always late, mình thêm to be với verb in vô, mình đổi lại như thế nào? He is always, mình thêm động từ come. Anh ấy lúc nào cũng đến trễ. He is always coming late.
ha, thì mình thấy mình có to be nè, cộng với verb in. He is always coming late. Và từ always là thể hiện là việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần và mình cảm thấy khó chịu với cái chuyện ảnh đi làm trễ như vậy. Ha. À, ví dụ tiếp theo, vợ tôi luôn luôn làm mất chìa khóa của cổ. Thì mình thấy chữ luôn luôn nè, hành động lặp đi lặp lại nhiều lần, cổ cứ bị mất chìa khóa hoài ha. To be cộng với verb in is losing. Chữ lose là bị mất, is losing. My wife is losing her key. Sau đó mình thêm chữ always. My wife is always losing her keys. Vợ tôi luôn luôn làm mất cái chìa khóa của cổ. Và khi nói như vậy thì mình cảm thấy hơi bực mình một chút xíu. Rồi. Mình thấy hàng xóm mình đánh nhau hoài. Mình kêu chứ sao mà họ cứ đánh nhau hoài. Họ cứ cãi nhau, gây nhau hoài. Đây là câu hỏi. Và câu hỏi này có từ hỏi. Từ hỏi là why. Động từ to be chủ ngữ là they. Thì động từ to be là are. To be cộng với verb in are fighting. To fight là đánh nhau ha. Fighting. Vì mình có từ always. Tại sao lúc nào họ cũng đánh nhau? Không có nghĩa là cái việc này nó đang xảy ra. Nhưng mà nó thường xuyên lặp đi lặp lại. My son always, bạn Nguyễn Kiều. Mình thiếu verb, mình thiếu cái vế động từ to be rồi. My son is. Ha, phải có chữ is. Như vậy mình thấy là cái thứ tư là một hành động sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần mà gây cho mình cảm thấy khó chịu. Cái cách số 5 mình sử dụng thì này là diễn tả một sự thay đổi hoặc là một sự phát triển hơn. Ví dụ như là mình kêu trẻ con lớn nhanh thật. Con nít nè, kids là con nít nè. Growing là lớn lên. Fast là nhanh. Ha, to be cộng với verb in are growing. Kids are growing fast. Kids are growing fast. Ví dụ số 2 là virus đang lây lan nhanh chóng. Nó thể hiện một cái sự phát triển đúng không? Càng ngày nó càng lây ra nhiều hơn. The virus, virus là virus ha. Động từ to be is spread là lan ra, spreading. Rapid là nhanh. Rapidly là phó từ dịch là một cách nhanh chóng. To be cộng với verb in is spreading. The virus is spreading rapidly. Như vậy cách thứ 5 là diễn tả một sự thay đổi hoặc là một sự phát triển. Thứ 6 diễn tả một điều hoặc là sự việc mới khác với những khuynh hướng từ trước đó. Ví dụ như trước đây là thường nó xảy ra như vậy mà hôm nay nó không xảy ra theo cái gì mà nó thường hay xảy ra. Ha. Mình có câu ví dụ là nowadays most people are not using a landline phone anymore. They are using cell phone instead. Trong câu này mình thấy có nè. Are not using. Đây là phủ định nè ha. Are using là khẳng định. Rồi mình có từ nowadays là ngày nay. Ngày nay hoặc là thời buổi này, dạo này, lúc này, thời nay. Landline, mình có từ land là đất, line là cái sợi dây. Mình sử dụng cho điện thoại cố định, điện thoại bàn hồi xưa đó. Mình gọi là landline ha, điện thoại bàn. Đây là một từ ghép ha. Ngoài trước là land, ngoài sau là line. Rồi, mình có từ cell phone. Cell phone có nghĩa là điện thoại di động. Cell phone. Từ instead có nghĩa là thay thế cho hoặc là thay vào. Đây là những từ mới trong cái ví dụ mà Thi Khê mới đưa ra. Mình xem ví dụ xong mình mới dịch nó sẽ dễ hơn. Rồi, mình xem lại câu này có mình dịch dễ hơn không nha. Nowadays là ngày nay. Most people, hầu hết người ta are not using. Họ không có sử dụng cái điện thoại bàn anymore nữa. Ngày nay hầu hết người ta không còn sử dụng điện thoại bàn nữa. They are using cell phones instead. Chữ instead, mình dịch tiếng Việt ngay đầu câu là thay vào đó. Họ sử dụng điện thoại cầm tay. Thì cái này là một sự phát triển so với trước đây. Và nó không có nghĩa là nó đang xảy ra. Đây là một cái quá trình dài ha. Nhưng mà vẫn sử dụng được là to be cộng với verb in được luôn nha các bạn. Vế đầu tiên là are not using là phủ định. Vế số 2 là are using là khẳng định ha. Ok.
Rồi, hồi nãy chị Khe nói nè, động từ time in nè ha. Và khi mình dịch, mình sẽ dịch là đang, đang làm một gì đó. Nhưng mà ví dụ như mình có chữ eat là ăn nè. Khi mình muốn time in vào thì mình chỉ cần thêm cái do in thôi, eating. Drink là uống. Drinking là đang uống. Run là chạy. Running đang chạy. Nhưng mà mình thấy ở đây running, nó có hai chữ N ở đây. Ha. Tại sao có một số chữ thì có để nguyên không cần thêm gì hết, chữ thêm in thôi, mà một số số chữ lại phải có hai chữ, nó nhân đôi phụ âm cuối, chữ cuối cùng này, nó nhân đôi, nó gấp đôi lên trước khi nó thêm in. Thì tại sao như vậy? Thì ở đây họ có một cái luật cho những cái chữ mà nó không theo theo cái quy luật bình thường, họ gọi là bất quy tắc. Cái bất quy tắc đầu tiên á, những từ tận cùng là chữ y. Đối với những từ tận cùng là chữ y, mình có từ nào? Mình có từ come. Come là gì các bạn? Come là đến, đúng không? Mình có nè, tận cùng là y nè. Drive, have, give, make, write, receive. Tất cả những từ này đều có tận cùng là chữ y hết. Thì các bạn lưu ý nha, luật đầu tiên đối với những từ tận cùng là chữ y thì như thế nào? Mình bỏ chữ y đi. Ha. Sau khi mình bỏ chữ y đi, mình thêm in vào. Cho nên những từ này mình thấy tận cùng là y nè. Các bạn bỏ chữ y ra. Thì còn lại là C-O-M. Thay vì C-O-M-E, C-O-M. Rồi sau đó mình làm gì? Mình thêm in vô. Come, thành ra coming, không có chữ y ngay chính giữa. Drive, driving, không có chữ y. Nha. Tất cả những chữ này đều không có y hết. Have, bỏ chữ y. Having, give, giving. Make, making. Write, writing, receive, receiving. Ha. Rồi. Dĩ nhiên nó sẽ có ngoại lệ, ví dụ như ngoại lệ động từ to be là chữ be nè. Khi mà mình thêm in vô, mình nếu mà mình bỏ y luôn á thì thành ra chữ bing rồi, nên không được nha. Mình phải để nguyên chữ y rồi mình mới thêm in được các bạn ha. Luật số 2 là những từ tận cùng có hai chữ y. Hồi nãy có một chữ y thì mình bỏ chữ y đó luôn. Còn bây giờ tận cùng là hai chữ y. Mình có ví dụ như là agree, flee hoặc là see. Khi mà có hai chữ y như vậy thì mình làm gì? Mình thêm in như bình thường. Mình để nguyên, mình thêm in thôi, mình không bỏ gì hết. Agree, agreeing. Flee, fleeing. Chữ flee là chạy trốn ha. See là nhìn thấy. Seeing. Rồi, động từ tận cùng là chữ I và chữ E. Ví dụ mình có chữ die là chết, chữ lie là nói dối. Hoặc là nằm xuống còn chẳng hạn, chữ tie là cột. Ha, chữ vai. Rồi, những chữ này tận cùng có đuôi là I và E. Thì mình đổi chữ I, chữ E thành ra Y dài. Bỏ hai chữ này và thêm chữ Y dài. Sau đó chúng ta thêm in nha. Ví dụ chữ die nè. D-I-E thì mình sẽ làm gì? Mình bỏ hết I-E ra, mình đổi thành Y dài và mình thêm in. Dying, lying, tying, vying. Ha. Đúng rồi. Rồi khi nào mà mình nhân đôi lên, mình thấy thường thứ nhất là động từ có một âm tiết. Một âm tiết là khi mình nói mình phát âm ra một âm thôi. Ví dụ như là see, die, drink, một âm ha. Khi có một âm tiết, mình có những ví dụ như là cut, get, plan, put, stop, swim. Đây là một âm tiết. Và tận cùng là một phụ âm. Thứ nhất là một âm tiết, thứ hai tận cùng là một phụ âm. Thì mình xem những từ này tận cùng là gì? TTNTPM. Đây là phụ âm. Mình có biết cái nào là phụ âm nguyên âm chưa ạ? Cái này là mình học ngay ngay cái bài đầu tiên khi mà mình mới bắt đầu học tiếng Anh. Trong tiếng Anh mình có bảng chữ cái là 26 chữ cái đúng không? A, B, C, D, E đó, 26 chữ ha. Trong đó mình có 5, 5 nguyên âm. Là A, E, I, O, U. Ha. 26 chữ ra mình còn là 21, 21 này là phụ âm.
Mình nhớ ha, trên khi nó phụ âm là nằm trong những chữ trong bảng chữ cái mà không nằm trong năm chữ này, thì đó là phụ âm. Thì đây là những phụ âm nè, một âm tiết tận cùng có một phụ âm, và trước phụ âm đó là một nguyên âm, trước phụ âm đó là một nguyên âm, các bạn nhớ nha. Thì mình thấy nguyên âm là a e i o u nè, mình xem trước những chữ này, đây là chữ u, chữ i, chữ e, chữ u, chữ o, chữ i, đây là nguyên âm ha. Luật thứ nhất là động từ một âm tiết tận cùng là một phụ âm, trước phụ âm là một nguyên âm, thì như thế nào? Thì mình nhân đôi phụ âm cuối trước khi mình thêm in nha, các bạn nhớ ha, nhân đôi phụ âm cuối rồi sau đó mới thêm in. Trên chữ cut nè, mình thêm chữ t vô, đây mình thêm vô, thêm chữ an, thêm chữ t, thêm chữ p, thêm chữ em. Sau khi mình thêm rồi mình làm gì? Mình thêm in vô ngoài sau. Cutting, getting, planning, putting, stopping, swimming. Các bạn hiểu ha? Trong tiếng Anh nó hay một cái là nó hay có nhiều lắm, luật này luật kia. Khi mà có luật xong rồi, cái mình học xong cái luật cái nó có chữ ngoại lệ ha. Có những động từ tận cùng là W, X và Y. Đây là phụ âm, tận cùng là một phụ âm hồi nãy mình nói đó ha. Ví dụ như mình có những từ như là carry, draw, fix, play, study, throw, try. Tận cùng là gì? W, X, Y. Đúng không? Đây. Thì mình không nhân đôi phụ âm cuối. Ha. Mình chỉ cần thêm in thôi. Mình để nguyên và thêm in thôi nha. Ví dụ như carry nè. Thành ra carrying, draw, drawing, fix, fixing, play, playing, study, studying, throw, throwing, try, trying. Đó. Như vậy là chúng ta đã học xong bài của ngày hôm nay. Thì hiện tại tiếp diễn thường sử dụng nói đến một hành động nào đó đang xảy ra và vẫn tiếp tục xảy ra. Nó có 6 cách sử dụng mà nãy TK nói, 6 cách ha. Mình có thể xem lại bài này. Hoặc là mình có thể vào trong YouTube Study English with Us, chỗ tìm kiếm đó. Các bạn ghi vô cái chữ là hiện tại tiếp diễn thì sẽ ra cái bài văn phạm đó. Các bạn chép lại 6 cái cách sử dụng đó để mình nhớ. Và mình tập đặt câu. Khi mà mình đặt câu được nhiều thật là nhiều thì mình sẽ quen thôi nha. Rồi, mình còn khoảng nửa tiếng nữa để cho mình có thể đặt thêm nhiều ví dụ, hoặc là có những cái thắc mắc nào mà các bạn muốn thắc mắc thì các bạn có thể hỏi TK bây giờ. TK sẽ giải thích cho các bạn nha. Mình không nhất thiết là thắc mắc trong bài hôm nay. Ví dụ trong quá trình mình học có những chỗ nào mình cảm thấy thắc mắc á, thì mình có thể hỏi ngay lúc này TK. Cái nào mà giải thích được liền TK sẽ giải thích. Cái nào mà TK không chắc thì bữa sau TK sẽ giải thích cho các bạn. Nên các bạn cứ cứ hỏi, đừng có ngại. Một điều nữa là mình có sợ là tại sao mình từng có ngại hỏi. Tại vì mình sợ mình hỏi rằng người ta sẽ cười mình, người ta sẽ nói mình sao có cái này mà không biết. Mình có sợ như vậy. Tại vì ai cũng phải có lúc không biết, rồi sau khi hỏi nhiều lần mới biết, hoặc là nhờ người khác hỏi mình mới biết. Nên mình cứ mạnh dạn hỏi. Bạn Rốt Nguyễn, nếu mà mình vô trễ thì lần sau mình cứ xem lại cũng được. Tại cái video này thì Kay vẫn để ở trên YouTube hoặc trên Facebook ha, mình có thể xem lại lúc nào cũng được hết. Câu bị động. Sau khi mà TK làm hết 12 thì này rồi, TK sẽ đến những cái phần khác ở trong cái văn phạm của tiếng Anh. Cho nên lúc đó các bạn nhắc lại ha, bạn Hiếu. Khi mà TK học xong hết hết 12 cái thì cơ bản, lúc đó bạn nhắc lại cái phần bị động TK giải thích nha. À, bạn Tam Tương, cách dùng go home và come home. Go và come đúng không? Nãy TK nói đó, go là từ hướng mình đi ra, từ chỗ mình mà người ta đi ra khỏi chỗ mình là go. Còn người ta đi từ chỗ khác mà về hướng của mình là come. Ví dụ như mình ngồi đây mình kêu con mình, thôi con đi ra chỗ khác để cho mẹ làm việc. Go ha, đi ra chỗ khác là go away, là đi đi, con đi đi. Còn kêu người ta con đi tới đây, come here. Ha, đi về hướng của mình là come. Ví dụ như đây, bạn hỏi là go home và come home. Ví dụ như mình đang ở trên công ty, mình ở công ty thì con mình gọi điện hỏi là chừng nào mẹ về nhà, thì mình nói là mẹ sẽ về nhà.
5 phút nữa mẹ sẽ đi về ha. Thì con mình đang ở nhà, con mà nói chừng nào mẹ đi về, chừng nào mẹ sẽ đi tới cái hướng của con. Mình đã có hỏi sao ạ? When sẽ là chừng nào mẹ sẽ về, when will you come home? Chừng nào mẹ sẽ về tới nhà vậy? Là con đang ở nhà, con hỏi mình chừng nào mẹ đi về hướng của con ha. Mình trả lời là mẹ sẽ đi về nhà lúc 5 phút nữa mẹ sẽ về. I will go home. Mẹ sẽ đi ha. In 5 minutes. 5 phút nữa mẹ sẽ đi. Cho nên tùy theo cái người nói và cái người nói đang ở đâu. Người nói và người nghe đang ở đâu. Nha. Tương lai gần chưa xảy ra mà động từ chia ở thì quá khứ hoặc thêm ED. Em cho ví dụ thử đi, Mỹ Hạnh Trần. Cho con một ví dụ thử nha. Tại vì nếu mà mình nói là chưa xảy ra thì đâu có dùng ở quá khứ được. Cách dùng the. Chữ the là mẫu từ ha. Ở trong mẫu từ mình có ba mẫu từ. Are nè, and nè và the đúng không? Mẫu từ mình có ba cái. Thì ba cái này á mình coi như là are và and là một nè, hai cái này là một. Cái này cái số 2. Thì are và and được coi như là mẫu từ. Mình hay kêu là không xác định. Ha. Còn the là mẫu từ xác định. Hồi nhỏ thì khi đọc không hiểu không xác định với xác định là cái gì hết. Ha. Thì mình chia ra hai nhóm nha, một nhóm là are và and, một nhóm là cái kia. Are và and, đa số mình dùng là are, ví dụ như a book nè. Rồi a house nè ha. Mình dùng and khi nào? Khi một từ kế tiếp bắt đầu bằng một nguyên âm, thường là cái âm phát âm ra là nguyên âm. Ví dụ bây giờ mình có trái táo. An apple. Người ta bắt buộc mình xài chữ an, tại sao? Để cho mình dễ đọc chứ không có gì hết. Thay vì mình đọc là apple, chứ app khó đọc, an app dễ hơn ha. An apple. Vậy đó. Nhưng mà có những chữ ví dụ như bắt đầu bằng chữ du, ví dụ như cái dù ly, umbrella. Thì đây mình đọc là thì đây là an umbrella. Nhưng mà nếu mình có vẫn bắt đầu bằng chữ u nhưng mà là uniform. Uniform. Đây vẫn biết và chữ U mà mình đọc là U. Đây là không phải là nguyên âm, đây là phụ âm. Viết như vậy nhưng mà khi đọc ra mình nghe là nguyên âm thì vẫn sử dụng là chữ A, không được sử dụng chữ an các bạn nha. A uniform hoặc là trường đại học nè. A university, university. Ha. Rồi the xác định. Không xác định là như thế nào? Là người nói biết mình nói cái gì mà người nghe không xác định được cái đó là cái gì hết. Ha. Ví dụ mình nói là tôi mới mua một chiếc xe. Tôi vừa mới bought chiếc xe là car, xe hơi. Thế đây, người nói biết là mình mua chiếc xe mà người nghe không có biết chiếc xe đó. Chưa nhìn thấy, chưa nghe nói tới bao giờ. Dùng chữ are, không xác định. Người nghe không xác định được cái đó là cái nào. Ha, thì dùng are. Xong rồi người nói, thì khi mà nói là cái xe đó đẹp lắm. Cái xe đó đẹp lắm. Xe nè. Car is beautiful. Thì bây giờ cái người nghe xác định được cái xe nào chưa? Được rồi. Cái xe mà hồi nãy bạn nó mới mua đó. Cho nên khi mà xác định được rồi thì mình dùng the. Khi mà chưa xác định mình dùng xác định được mình dùng dùng là the ha. Cho nên mình thấy cái ví dụ nữa là khi nói đến lần đầu tiên thì dùng từ lần số 2 trở đi mình dùng chữ the. Hoặc là nói tới cái chỗ mà ai cũng biết hết. Ví dụ như mình ở Sài Gòn mà mình kêu đến chợ Bến Thành đi, ai cũng biết chợ Bến Thành thì dùng the.
chỉ có một cái thì dùng the. Còn ví dụ nói đến ví dụ nhà thờ Đức Bà đi, có một cái dùng the. Nhưng mà nói đến nhà thờ Công giáo thì có nhiều nhà thờ thì mình không dùng được, mình dùng chữ ờ. Cái nào chỉ có một cái mình xác định được luôn thì mình dùng the nha. Em có thể vào trong YouTube của TK, ở chỗ tìm kiếm mình ghi chữ mạo từ sẽ ra cái bài and và the, nó sẽ ra thì mình sẽ xem là những cái ví dụ. Khi mà mình xem nhiều ví dụ thì mình sẽ dễ hiểu hơn ha. Bạn Mỹ Hạnh Trần có nghĩ được cái ví dụ nào chưa ạ? Giải thích chữ change với chữ instead sử dụng trong trường hợp nào? Chữ change là thay đổi mà, phải không? Còn instead là thay vì, hai cái khác nhau mà. Hai cái đâu có chung nghĩa đâu mà mình ấy. Can là đổi nè. Còn chữ instead thường đi chung với chữ off ha, có nghĩa là thay vì. Tôi quyết định là sẽ ở nhà ngủ thay vì đi xem phim. Thì cái chữ là chữ thay vì làm việc này mình làm việc khác. Còn chữ change là chữ đổi. Ví dụ như là bạn có muốn đổi giờ làm việc với tôi hay không? Bạn có muốn đổi cái gì đó? Hai cái nghĩa này không có giống nhau nha. Good morning bạn Thuận Bùi. He isn't, cái này hồi nãy bạn nói và là cái sử dụng thì quá khứ mà, còn đây là phải là quá khứ này hiện tại mà. He nè, is nè, kế bên là chữ is, đây là hiện tại. Chừng nào mà he was á, thì mới là quá khứ nha. Còn nếu mình dùng is là hiện tại, he isn't going to get married next week, right? Có phải không? Anh ấy sẽ không, chữ này dịch là sẽ không, tương lai gần ha, sẽ không kết hôn vào tuần tới, phải không? Đây vẫn là chưa xảy ra ha. Anh ấy không kết hôn. Từ married này không phải là quá khứ nha. Từ married là tính từ. Động từ đây nè, get đây nè, đây là động từ nè. Ha. Thì chữ married là tính từ. Get married là tính từ, không phải là động từ nha. Hồng Phan Thị tóm tắt hướng dẫn các công thức và sự khác nhau giữa các từ một cách cơ bản. TK có cái video TK post cách đây chắc khoảng một tuần đó, các bạn vô coi đi. Video đó chỉ có 2 phút hả, 2 phút hay 3 phút gì đó, nó đưa ra hết công thức của 12 thầy luôn nha. Hồng Phan Thị xem lại ha. Thật ra tóm tắt cũng rất là dễ. À, TK nói bây giờ luôn cho bạn cũng được. Xong rồi nếu mà bạn muốn xem đi xem lại nhiều lần thì bạn vô trong bạn coi cái YouTube đó nha. Đây 12 thầy. Hôm trước TK nói rồi 12 thầy, thực ra chỉ là có 4 thầy thôi đúng không? Thì đơn nè. Mình học thì đơn xong rồi, giờ mình đến thì tiếp diễn nè. Sau tiếp diễn là hoàn thành nè. Sau hoàn thành là gì? Kết hợp giữa 3 và 2, 3 là hoàn thành. 2 là gì? Tiếp diễn. Ha. Rồi. Ở đây mình thấy nè, thì đơn là những câu đơn giản. Ha. Trong thì đơn mình có gì? Hiện tại, quá khứ, tương lai. Đúng không? Rồi. Thì tiếp diễn là hành động nào đó đang xảy ra và vẫn còn tiếp tục diễn ra. Và mình cũng có hiện tại, quá khứ, tương lai. Thì nào nó cũng có hiện tại, quá khứ, tương lai hết đó. Cho nên thành ra 4, 4 nhân với lại 3 là 12 ha. Hiện tại, quá khứ, tương lai. Thì hoàn thành là kết thúc, là ngay thời điểm mình nói là cái việc đó đã xong rồi. Mình hay dịch là vừa mới, tôi vừa mới ăn cơm xong, tôi vừa mới đi tập thể dục về, tôi vừa mới nấu ăn xong gì đó, vừa mới hoàn thành. Thì cũng có hiện tại quá khứ tương lai. Hoàn thành tiếp diễn cũng có hiện tại quá khứ tương lai luôn. Mình nói ủa hoàn thành là xong rồi mà, thì tại sao lại còn tiếp tục được nữa? Thì nó có những cái thì á, là ví dụ như thì cái hỏi bạn là bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi? Nếu mà bạn học 3 năm rồi mà bây giờ mình giỏi rồi thì kêu là em đã học 3 năm rồi. Làm bây giờ mình kết thúc rồi, mình không học nữa, mình giỏi rồi luôn á. Thì mình sử dụng thì hoàn thành là em đã hoàn thành rồi, 3 năm rồi. Nhưng mà mình học 3 năm rồi mà giờ mình vẫn còn tiếp tục học, mình chưa có xong. Thì mình dùng thì hoàn thành tiếp diễn.
bạn kết hôn được bao lâu rồi? Tới bây giờ tôi kết hôn được 10 năm rồi, nhưng mà tôi vẫn còn tiếp tục kết hôn, hoàn thành tiếp diễn. Thì đó, thật ra trong giao tiếp tiếng Anh á, mình chỉ học 3 thì là ok rồi, không cần học thì thứ tư. Mình học 3 thì là mình đủ để mình nói rồi ha. Nhưng mà từ từ thì số 3 qua thì số 4 không khó. Trên đã lỡ học rồi thì học luôn, nó rất là dễ. Rồi công thức của thì đầu tiên bữa mình học rồi nè. Chủ ngữ nè, subject nè, cộng với lại verb nè. Đúng không? Subject với verb. Để thì chia ra thành cái từng cái slide sẽ dễ cho mình dễ hiểu hơn. Đây. Đây, nếu mà ở đây thì hiện tại đi, đầu tiên mình có hiện tại nè. Ha, chủ ngữ cộng với động từ. Động từ này là gì? Nếu mà nhóm 1 là động từ nguyên mẫu. Nhóm 2 là động từ thêm s hoặc là es, mình nhớ không? Hôm bữa mình học ha. I, you, we, they cộng với nguyên mẫu he, she, it thêm s hoặc là es sau động từ. Ha, đây là câu khẳng định nè. Câu phủ định thì mình thêm chữ not vô. Đúng không? Còn nghi vấn mình có chữ will. Hiện tại đơn. Các bạn có muốn TK ghi luôn ra ba công thức không? Hay là chỉ cần ghi một cái công thức của câu câu khẳng định thôi ạ? À? Các bạn muốn sao ạ? Cho tí cái một phút nha. Ủa ba giờ doctor call you. Rồi. Thì ghi luôn cho bạn ra đi ha. Đây. Đây là câu khẳng định ha. Câu phủ định nè. Mình nhớ không? Đầu tiên mình có chủ ngữ nè. Đối với câu phủ định và câu nghi vấn mình phải có gì? Các bạn nhớ không? Mình ôn lại luôn nè. Ba công thức. Ok. Rồi. Mình thêm gì các bạn? Phải có trợ động từ. Ha. Và trợ động từ đó là mình sử dụng do hoặc là does. Nếu mà mình đã chia động từ ở đây rồi nè thì ngoài sau là gì? Vì đây là câu phủ định, đầu tiên là khẳng định nè. Thì khi chỉ khẳng định cho mình dễ nhớ. Khẳng định ha. Ở đây phủ định nè. Phủ định thì phải có chữ gì các bạn nhớ không? Có chữ không. Phải có chữ not. Do not hoặc là does not ha. Sau đó là gì? Động từ verb nguyên mẫu. Tại vì mình đã chia chữ do hoặc là chữ does rồi. Thì ở đây mình không cần chia động từ ngoài sau nữa, bắt buộc phải trở về nguyên mẫu nha. Rồi câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì mình phải làm gì? Mình đảo trợ động từ ra đầu câu. Là do hoặc là does ra đầu câu. Nghi vấn nè, mình có do hoặc là does nè. Sau đó đến chủ ngữ. Đến động từ verb nguyên mẫu. Ha. Rồi, đây là thì đơn. Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn. Giờ quá khứ nè. Từ hiện tại sang quá khứ. Quá khứ thì sao? Mình chỉ đổi có mỗi cái động từ thôi. Hiện tại đơn. Ok, hơi nhỏ hả? Rồi, xuống đây. Câu khẳng định. Nè, mình có chủ ngữ nè. Cái vẫn là động từ, lúc nào cũng là SV á. Các bạn chỉ nhớ là thì hiện tại là bắt đầu là S cộng với V, subject cộng với verb. Cái verb này quyết định nó là hiện tại, quá khứ hay là tương lai. Hiện tại là nguyên mẫu hoặc là SMES. Nếu mà quá khứ thì động từ gì? Phải thêm gì? Thêm ED hoặc là động từ bất quy tắc ở cột số 2. Verb 2 hoặc là thêm ED ha. Rồi ở câu phủ định thì như thế nào? Giống như y chang ở trên này luôn nha. Mình kéo xuống đây. Chỉ có cái là do hoặc là does nè. Thay vì do does mình đổi thành quá khứ của do với does là thành là did. Những cái khác mình để nguyên. Ha.
Rồi sao nữa? Nghi vấn cũng vậy luôn. Nghi vấn là do hoặc là does đúng không? Thì mình đổi do does thành chữ did là xong. Cho nên mình chỉ cần nhìn vô động từ hoặc là trợ động từ trong câu, mình biết đây là thì gì, mình thấy động từ mà nguyên mẫu hoặc là có s mà sau đây là thì hiện tại đơn, động từ mà ed hoặc là verb 2 đây là thì quá khứ đơn nha. Tương lai đơn thì mình thêm gì? Chữ will vô. Subject cộng với verb, hồi nãy giờ mình là subject với verb đúng không? Thì giờ mình có subject nè, cộng với chữ will là chữ sẽ, sau đó cộng với verb ha. Bình thường subject với verb nè, SV, SV nè, đó. Thì đây cũng là SV, mình thêm chữ sẽ với ngay chính giữa thôi. Câu phủ định thì có chữ not, và chữ not sẽ nằm sau chữ will, cho nên sẽ là chủ ngữ cộng với lại will not cộng với verb, y chang như vậy. Mình đem xuống đây, chữ will mình thêm chữ not vô là xong. Câu nghi vấn thì đây có chữ will thì mình đảo chữ will ra đầu câu. Will nè cộng với chủ ngữ nè cộng với lại verb ha. Verb này là verb nguyên mẫu hết, tại sao chữ will bắt buộc phải là nguyên mẫu. Rồi, đây là thì đơn nè. Qua tới thì tiếp theo. Thì hiện tại đơn, rồi tới thì tiếp diễn. Thì tiếp diễn mình mới vừa học công thức là gì? Bạn Nguyễn Thị Theo có dạy lớp mất gốc tiếng Anh hay không? Cái lớp mà TK livestream mỗi ngày là dành cho những bạn mà không có cơ bản đó. Mình đang ôm là những cái cơ bản ở trong tiếng Anh nè. Còn nếu mà bạn muốn học nói, học để giao tiếp thì bạn nhắn tin cho TK trong Facebook ha. Study English, no, Facebook tiếng Việt, học Anh ngữ với chúng tôi nha. Nhắn tin ở trong đó cho TK. Rồi, ở thì tiếp diễn, mình nhớ công thức thì tiếp diễn là gì không? Mình mới học xong đó. Công thức của thì tiếp diễn là to be cộng với verb in. Ha, thì đây. Hiện tại nè, hiện tại tiếp diễn nha. Rồi, chủ ngữ mình nhớ công thức lúc nào cũng là SV, SV, SV hết. Cái V đó là nó khác hay không là chỗ cái V thôi. Rồi, subject nè là chủ ngữ cộng với verb là động từ nè. Nhưng mà hồi nãy công thức của mình là gì? Phải có be cộng với be cộng với lại verb ha. Mà verb cho này bắt buộc phải thêm in vô. Subject cộng be cộng verb in. Cho nên nếu như mà ở đây hiện tại á, nè, hiện tại thì chữ be này của mình là gì? Là chữ am, chữ is hoặc là chữ are ha, tùy theo chủ ngữ mà mình chọn. Còn nếu như mà đây là quá khứ thì chữ am, is, are đổi lại thành gì ạ? Bữa mình học động từ to be đó, chữ was hoặc là chữ were ngoài sau vẫn để nguyên, mình chỉ đổi có nhiêu đây thôi. Tương lai tương lai phải có chữ gì? Phải có chữ will là sẽ ha. Chủ ngữ nè cộng với lại, đúng rồi, bạn Anh Phạm Mai, đúng rồi. Tương lai cộng gì ạ? Nhớ không? Cộng với chữ will là sẽ. Tương lai phải có chữ will ha. Khi mà có chữ will rồi thì động từ sau chữ will bắt buộc phải trở về nguyên thể, cho nên sẽ là will be, không có dùng am, is hay là was, were gì hết. Will be cái đến là gì? Verb in ha. Đây là công thức của câu khẳng định. Câu phủ định thì mình làm gì? Mình thêm chữ not vô. Đây, câu phủ định y chang như vậy, mình thêm chữ not. Và vì có động từ to be cho nên chữ not sẽ nằm sau ở đây, cộng với not, rồi cộng với lại verb in. Nha. Ha.
Quá khứ cũng vậy. Mình thêm những nốt vô thôi. Tương lai cũng vậy luôn. Will be thì là cái gì ạ? Câu khẳng định nè, câu phủ định nè, câu nghi vấn nè. Các bạn nhớ sau will bằng đồ bắt buộc phải là nguyên mẫu nha. Will be ha. Ok. Rồi. Hiện tại tiếp diễn, quá khứ tiếp diễn, tương lai tiếp diễn. Rồi tới câu số 3 mình có câu gì? Câu nghi vấn. Câu nghi vấn thì mình đã em nè, is nè, hoặc là a ra đầu câu, sau đó đến chủ ngữ, sau đó cộng với lại verb in ha, bình thường. Rồi, quá khứ cũng vậy, chữ was hoặc là chữ were ra đầu câu, rồi đến chủ ngữ. Chủ ngữ là as, sau đó cộng với lại verb in bình thường. Tương lai. Tương lai tiếp diễn mà làm sao? Will ra đầu câu. Sau đó là chủ ngữ. Thôi gì nữa ạ? Phải có hai vế quyết định là be nè. Cộng với lại verb in ha. Đây. Hiện tại tiếp diễn đây là thì tiếp diễn nè. Công thức là be cộng với verb in. Nên lúc nào mình cũng thấy là be verb in nè. Quá khứ nè, tương lai nè, ha. Thì tiếp theo của mình là thì gì? Hiện tại được tới thì hoàn thành đúng không? Thì hoàn thành. Hoàn thành, công thức của hoàn thành là have cộng với lại past participle. Ha. Mình có hiện tại hoàn thành. Rồi, công thức hiện tại hoàn thành là gì ạ? Bạn theo TK có dạy cho người từ đầu, mà thường lớp của TK dạy là dạy về giao tiếp nha. Trong cái dĩ nhiên trong giao tiếp mình cũng giải thích văn phạm, nhưng mình không đặt nặng về văn phạm. Mình sẽ đặt nặng về những cái câu mà mình cần nói để mình học để mình nói thôi. Tuyết cũng vậy ha, em có lớp. Rồi, hiện tại hoàn thành nè. Hoàn thành mình có have. Đầu tiên mình có chủ ngữ trước nè, sau đó cộng với have. Sau đó cộng với past participle. Past participle có nghĩa là gì? Nếu như động từ bình thường là verb ed ha, động từ bất quy tắc là verb 3. Bản động từ bất quy tắc đó, nhiều bạn hỏi khi nào mình xài cột số 3. Đây là lúc mình xài cột số 3 nè, have cộng với past participle. Đây là câu khẳng định ha. Câu phủ định là subject nè, cộng với lại have, have not, cộng với lại past participle. Câu nghi vấn thì là have, thường là have hoặc là has, tùy theo chủ ngữ ha.
Đó. Rồi, half past nè. Cộng với lại chủ ngữ. Cộng với lại past participle. Bạn bạn Yubi chưa đúng nha. Bạn Đức Nguyễn có, TK có lớp dạy nha. Dạy TK dạy nhóm nhỏ trên Zoom, nhưng mà thường như lớp học về giao tiếp ha. Khóa đầu tiên mình sẽ học giới thiệu về bản thân mình, vì mình nói là tôi tên gì, tôi nhà ở đâu, làm việc gì, nhà tôi có bao nhiêu người. Mình giới thiệu về bản thân của mình là trong khóa đầu tiên, thì một khóa sẽ là 3 tháng nha. Rồi, đây là thì hiện tại hoàn thành nè. Từ hiện tại hoàn thành mình muốn đổi sang quá khứ hoàn thành á, thì mình chỉ cần đổi cái động từ nè, từ have với has nè, sang cái quá khứ của have. Quá khứ của have là gì? Là chữ had. Mình đổi có một chữ ha. Ha, đây là quá khứ. Tương lai thì mình thêm chữ gì? Chữ will. Khi mà mình thêm will thì chữ have vẫn để nguyên. Will have. Cho nên mà tương lai nè ha, mình sẽ có đầu tiên là gì? Chủ ngữ cộng với lại will. Sau đó have bắt buộc về nguyên thể. Vì là will rồi thì không còn chữ has nữa, bắt buộc về nguyên thể will have ha. Subject có phủ định. Phủ định thì là will not have. Bạn Nguyễn Thị Thao nhắn tin cho TK trên Facebook học Anh ngữ với chúng tôi nha. Mình vô trong Facebook mình tìm học Anh ngữ với chúng tôi, nhắn tin cho TK trên đó. Ha. Đây là will nè, cộng với chủ ngữ cộng với have. Mình chỉ cần nhớ nha, thì hoàn thành gồm có have cộng với past participle. Thì tiếp diễn là to be cộng với verb in. Còn thì kia là subject cộng với verb bình thường. Ha. Rồi, mình đến cái thì cuối cùng. Thì cuối cùng gọi là thì hoàn thành tiếp diễn. Hoàn thành tiếp diễn nha. Nó kết hợp giữa hai thì. Rồi nè. Ở công thức của thì hoàn thành hồi nãy mình học là gì? Mình thấy đây có hai vế ha. Vế hoàn thành vế tiếp diễn. Công thức của thì hoàn thành là have cộng với lại past participle ha. Công thức của thì tiếp diễn là to be cộng với lại verb in, đúng không? Đây là hai công thức của hai thì khác nhau. Khi hai thì này kết hợp là thành một thì, mình thấy giống như trên một dòng sông mà có hai cái dòng nước, một bên là nước mặn, một bên nước ngọt á, thì ngay chính giữa nó có rạch rồi, múc bên này mặn, múc bên kia ngọt không? Không có, nó sẽ bị lợ. Nó sẽ bị lợ ngay chính giữa. Thì đây chính giữa là giữa cái này nè, cái này là khúc chính giữa của hai dòng nước nè. Nó sẽ như thế nào? Ở đây là cột thứ ba, quá khứ phân từ của động từ to be. Quá khứ phân từ của động từ to be là cái nào ạ? Đúng rồi, mình học ba thì là mình biết công thức để mình đặt câu. Bạn Phạm Mai Anh, nè, nãy Phạm Anh kêu là thường cô nó học ba thì là nói chuyện ok nè. Đúng, khi mình học hết ba cái thì này là mình có thể tự đặt câu được, mình có thể nói chuyện được. Ha. Nhưng mà để cho mình nói chuyện được, mình có nhiều yếu tố khác, mà phải biết từ vựng nè, mình phải biết mình phải dạng tập nói phát âm đúng. Cho nên thường khi học á, mình khi học giao tiếp mình không đặt nặng về văn phạm, mình sẽ đặt nặng về những cái câu mà mình cần nói trước. Mình nói được rồi thì sau này qua khóa 2, khóa 3 gì đó mình mới bắt đầu mình vô cái phần từ vựng, phần văn phạm để cho mình nắm được cái cấu trúc câu thôi. Mình cứ nghĩ như mình con nít vậy đó, con mình khi mà nó còn nhỏ đâu có học văn phạm. Mình nói câu nào con mình bắt chước câu đó, nói riết từ từ nói được, thì học tiếng Anh cũng nên như vậy nếu mà bạn muốn học nói. Hiện tại quá khứ và hiện tại tiếp diễn không phải. Ba thì này là thì đơn, thì tiếp diễn và thì hoàn thành. Mình học thì đơn rồi nè, mình đang học thì tiếp diễn, sắp tới hết thì tiếp diễn mình sẽ học thì hoàn thành. Rồi quay lại chỗ này nha. Giữa hai cột này, quá khứ phân từ của chữ be là chữ been. Trên công thức của mình là gì? Have been cộng với verb in.
thì hoàn thành là have been cộng verb in. Mình nhớ công thức vậy là được. Bên nước ngoài có học chia động từ không? Không. Giống như mình vậy đó, người Việt Nam có học ngữ pháp tiếng Việt không? Không. Mình có học khi mình còn nhỏ, lúc đó mình chưa có hiểu gì hết, thì trong trường nó bắt mình học rồi mà mình không biết tại sao mình học, mà mình đang học cái gì mình cũng không biết luôn. Nhưng mà tại vì mình không thấy nó không quan trọng, tại vì mình nói được tiếng Việt. Thì người nước ngoài cũng vậy. Con TK khi nó đi học lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì cũng có học văn phạm đó. Nhưng mà thật ra người ta nói thành một cái thói quen. Giống như mình nói tiếng Việt, mình đâu có cần phải ngồi lại suy nghĩ chia động từ, sắp tới xài chữ gì, không có. Thì bên đây cũng vậy, người nước ngoài họ không có cần phải suy nghĩ văn phạm, họ nói theo một cái thói quen ha. Rồi, trên thì hoàn thành là have been cộng verb in. Hiện tại hoàn thành là chủ ngữ nè, cộng với lại have hoặc là has been cộng với lại verb in ha. Hiện tại hoàn thành như vậy. Quá khứ hoàn thành thì mình đổi chữ have thành chữ had, thành ra thì quá khứ. Tương lai là will have, nó giống nhau, rất là dễ ha. Chị Hồng đúng vui. À, khác nhau với chữ practice và practice hả? À, mình thì khi mà mình học mình thấy hai từ này, mình có dò từ điển xem nó nghĩa gì chưa ạ? Mình có xem từ điển trước ạ, hay chưa ạ? Hay là chỉ tình cờ mình thấy hai từ này và mình thắc mắc thôi? Thường khi mà mình thấy những chữ mà viết hơi khác khác như vậy là do tiếng Anh Anh hoặc là tiếng Anh Mỹ ha. Họ viết hơi khác nhau một chút xíu. TK đang giải thích cái chữ của câu hỏi của bạn Khắc Hiếu nha. Chữ practice và practice khác nhau như thế nào? À, mình phân biệt Anh và Anh Mỹ ha. Anh practice. À, đây là động từ nè. Thường mình thấy ghi họ sẽ ghi là danh từ động từ gì đó. Đây là danh từ ha. À, luyện tập hoặc là thực hành. Còn này là practice. À, đây là verb, là động từ. Cũng để là thực hành hoặc luyện tập luôn, giống nhau ha. Mình thấy trên đây, ở trên đây là danh từ nè, đây động từ nha. Đây là tiếng Anh ha. Đây là Anh nè ha. Rồi còn nếu mà Anh Mỹ thì họ chỉ có một chữ thôi, practice. Và cái này vừa là động từ, vừa là danh từ luôn. Cho nên nó không có khác nhau. Các bạn thấy khi mà TK viết như vậy nè, các bạn nhìn thấy nó hay gạch đít ở dưới không? Màu đỏ nè, thực hành tập luyện nó gạch màu đỏ ở dưới nè. Ha. Thì gạch màu đỏ là sai chính tả, gạch màu xanh dương là sai văn phạm. Nếu mà mình biết cách sửa thì mình sửa lên cái chữ luôn, còn mình không biết cách sửa thì mình bấm chuột phải. Họ sẽ đưa ra những chữ mà họ nghĩ là đúng, xong mình lựa chữ nào trong những chữ nào mà mình cảm thấy đúng nhất, mình chọn. Nhưng mà vì đây là phần mềm là của cái Microsoft, phần mềm của Mỹ đó, cho nên nó không nhận diện được tiếng Việt của mình, nó không nhận diện được cái chữ này của thằng tiếng Anh, nó không thèm nhận diện luôn. Ha, nó chỉ nhận diện chữ của Mỹ Mỹ thôi, Anh Mỹ thôi. Cho nên chữ này mình thấy gạch như vậy, thật ra không phải là sai mà đây là Anh Mỹ. À, Anh, còn đây là Anh Mỹ. Anh Mỹ xài cả hai luôn, cho nên mình không cần thiết phải học chữ này. Mình học một chữ này thôi là mình xài được rồi. Hiếu hiểu chưa Hiếu? Bạn Hiếu ơi. Rồi, ủa chưa Hiếu nữa hả? Ở đây nè Hiếu, tiếng Anh nó phân ra hai loại, một loại là tiếng Anh của người Anh, một loại tiếng Anh của cái khối bên Mỹ, à, Mỹ Canada gì đó ha. À ok, rồi Hiếu hiểu rồi ha. Rồi, có câu của anh Phạm Mai, bạn này hỏi là I have been studying English for a year. Này là hoàn thành tiếp diễn phải không? Mình nhìn trong đó mình thấy có chữ gì? Have been cộng với verb in. Đúng, hoàn thành tiếp diễn. Ha. Khác nhau chỉ có chút xíu vậy thôi đó. Ví dụ như là I have, mình nói là tôi học và tôi học xong rồi tôi không học nữa. I have studied.
have cộng với past participle nè, tell me day nè ha. I have studied English for one year. Tôi học tiếng Anh một năm rồi. Bây giờ tôi giỏi rồi, tôi nghĩ tôi không học nữa, kết thúc việc học luôn. Học một năm rồi mà vẫn còn học. I have been studying. Mình thấy có been thì ngoài sau phải là verb in. Studying English for a year. Đây là hoàn thành tiếp diễn. Đã học rồi và vẫn còn tiếp tục học. Ha. Đó. Mình nhìn công thức thôi, mình nhìn động từ nè. Have cộng past participle nè. Have been cộng với lại verb in. Nhìn vô cái này mình biết câu đó là câu gì. Ok, mình còn thắc mắc nào nữa không ạ? Rồi bạn Bích Lành Đặng. Từ gần là near, close, by, next. Thường á, thường là vậy nè, chữ near, near là gần, chữ close không có nghĩa là gần, close by mới là gần. Cho nên chữ near nè, close by, mình viết dính vô luôn, hai này là một từ không có dấu phẩy chính giữa nha. Hoặc là chữ next, next là kế bên, next to là bên cạnh. Ha, near là gần, close by cũng là gần, next to là bên cạnh. Thành tử, trong câu này mình chỉ so sánh giữa chữ near và close by thôi, không có chữ next to ha. Rồi, near, gần gũi về khoảng cách. Gần mà về khoảng cách nha. Thí dụ mình kêu là có gần nhà tôi có một tiệm cà phê. There is là có nè. A coffee shop, tiệm cà phê near my house. Ha. Gần nhà tôi có một tiệm cà phê, hoặc là có một tiệm cà phê gần nhà tôi. Còn chữ close by cũng có nghĩa gần gần giống như là chữ near luôn nha. À, cũng gần giống near nhưng mà nó nhấn mạnh hơn, nó gần hơn. Nó gần hơn chữ near. Ha. Nó nhấn mạnh hơn xíu. Thường là nó nằm ở trong tầm mắt của mình. Còn chữ near kia có thể là nó gần mà không nằm trong tầm mắt. Ví dụ TK nói là gì đó, khách sạn New World thì ở gần không về Sài Gòn, biết không, biết gần đó có gì luôn, gần gần cái gì đó mà nó ở gần phố đi bộ chẳng hạn, thì nó gần nhưng mà nó không trong tầm mắt. Còn close by là nó gần hơn nữa, nó nằm trong tầm mắt của mình ha. Ví dụ như mình nói là gần đây có một cái tiệm thuốc tây đi, có là there is tiệm thuốc tây là pharmacy close by, gần đây có một tiệm thuốc tây, là mình có thể chỉ được nó phía bên kia đường hay là gì gì đó ha. Hồi nãy bạn có chữ next to là kế bên rồi, nó sát bên rồi, nó còn gần hơn nữa. Ví dụ như là cô ấy ngồi gần, ngồi kế bên tôi ở trong lớp học ha. She nè, ngồi là sits nè, next to me in class. Cô ấy ngồi kế bên mình ở trong lớp học. Hoặc là cái siêu thị thì kế bên cái ngân hàng. Siêu thị là the supermarket. Kế bên is next to ngân hàng, the bank. The supermarket is next to the bank. Ha. Nên thật ra khi mà mình nói, mình không có cần phải gặp rồi như vậy. Nhưng mà tại vì bạn muốn biết sự khác nhau thì kê giải thích khác nhau vậy thôi. Thế còn mình có thể xài chữ near với chữ close by thay thế cho nhau được ha. Bạn hỏi it is amazing. À, bạn Wendy Trần. It is amazing là câu tiếp diễn hay sao? Trước hết mình dịch câu it is amazing là gì vậy? Mình dịch tiếng Việt là gì? It is amazing.
À, gần chợ Bến Thành hả? Gần chợ Bến Thành đúng rồi. Như vậy trong tầm mắt mình nhìn chiếc close by được nè ha. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình không xài chữ near được, vẫn xài chữ near được nha. Rồi, câu của bạn Wendy. It is amazing. Mình dịch câu ra tiếng Việt như thế nào ạ? Nó rất là thú vị, nó rất là kinh ngạc, nó rất là gì đó, một cái gì đó mà nó vượt quá cái sức à, mình nghĩ nó không đến nỗi vậy mà nó nhiều hơn như vậy. Thì bạn dịch là nó rất là thú vị, nó thật là tuyệt vời. Thì khi mà mình thấy khi mình dịch ra như vậy, nó thật tuyệt vời. Trong đây mình thấy có động từ nào trong đây không? Trong đây không có động từ. Trong câu không có động từ thì đâu phải nào câu tiếp diễn. Tiếp diễn là một cái hành động nào đang xảy ra. Ăn uống, chạy nhảy, bơi lội gì đó, nó tiếp tục xảy ra. Câu này là câu cảm thán, cho nên nó không đúng ha. It is amazing. Rồi, ở đây mình thấy có động từ to be nè. Ở đây có verb, ở đây có in nè. Nhưng mà đây không phải là verb in. Nguyên cái chữ này là tính từ. Nguyên chữ này là tính từ luôn ha. Câu này câu cảm thán nha. À, thường tính từ là động từ to be nè. Ngoài trước là động từ to be, ngoài sau đi kèm theo là gì? Mình học trong bài ngày đầu tiên đó. Tính từ nè, danh từ nè, giới từ nè, hoặc là động từ thêm in, verb in. Thì cái này là tính từ ha, nó không phải là động từ. Nó không thể nào là câu câu kia được nha. Chị Hồng đúng rồi, I have been sewing for 34 years, đúng rồi, mà không có chữ ago. Ago là cách đây 34 năm. Thì hành động đó kết thúc rồi. Ví dụ chị nói là tôi gặp anh ấy cách đây 34 năm. Là mình gặp cái hành động gặp lúc đó, nó cách đây, nó quá khứ rồi. Không có chữ ago được hả chị? Bỏ chữ ago ra. Đúng rồi. Ok. Rồi, như vậy mình sẽ kết thúc lớp ở đây ha. Tối chủ nhật tuần sau lúc 8 giờ các bạn nha. Thì Kha đang nói giờ của Việt Nam nha. Một tuần thì Kha sẽ livestream ít là từ bây giờ cho tới Noel á. Sẽ livestream mỗi tuần 2 đêm ha. Tối chủ nhật và tối thứ hai thì 8 giờ đến 9 giờ rưỡi. Chủ đề của tuần sau là thì quá khứ tiếp diễn. Mình học thuộc hiện tại tiếp diễn thì quá khứ tiếp diễn nó sẽ rất là dễ nha. Nên tuần này chịu khó coi lại bài này. Trước khi kết thúc các bạn giúp TK bằng cách là mình share cái video mình livestream hôm nay nha. Cảm ơn các bạn nha. Rồi tuần sau mình gặp lại. Trong tuần nếu mà có thắc mắc cái gì các bạn ghi lại vô tập của mình. Tuần sau trong lúc học xong các bạn hỏi TK sẽ giải thích cho mình nha. TK bye bye các bạn hen. Rồi bye bye. Bye bye Wendy. Lịch dạy giao tiếp các bạn nhắn đi cho TK nha. Tại vì nhiều khi mỗi người có trình độ khác nhau á, nên nhắn cho TK mình vô trong Facebook học Anh ngữ với chúng tôi và nhắn tin cho TK ở trên đó, nhắn tin riêng ha, message cho TK trong đó.